Bắt đầu thần thái lo lắng. Bắt đầu sự tồn tại tỉnh táo. Không cần giả vờ bất ngờ. Dỡ bỏ thái độ vì em. Xuyên qua biển người vì em. Không muốn chờ đợi ở chỗ cũ. Đêm nay, anh điên rồi. Tìm kiếm gương mặt em, chỉ để nói với em là của anh. Sự chờ đợi đếm ngược, không khí được em lấp đầy trong giây phút này. Em là duy nhất. Giữ lấy em thật chặt. Em là duy nhất. Đừng phủ nhận. Thời gian đến rồi. Em là duy nhất. Biết được tình yêu hóa ra vẫn luôn ở đây. Thật ra lần này anh đưa em đến đây không chỉ để show ân ái với phóng viên, nhất định là còn chuyện khác phải không? Bị em nhìn ra rồi. Tất nhiên rồi. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Là chuyện liên quan đến Nghê Hảo. Tên gốc của cậu ấy là Nguy Lượng. Ba cậu ấy là Ngụy Chúng, trước đây làm phục vụ ở nhà hàng ba anh, đã mất mạng trong trận nổ cùng với ba anh. Tin tức lần này chắc là cậu ấy nặc danh tiết lộ ra. Nếu bây giờ anh dịch trần cậu ấy, có lẽ sẽ hủy toàn bộ đi cuộc đời cậu ấy. Nhưng điều bây giờ anh càng sợ hơn là cậu ta ra tay lần nữa để tổn hại em. Cho nên chúng ta chỉ có thể tạm thời tránh mặt. Thì ra là như vậy. Vậy tiếp theo anh tính làm thế nào? Chuyện này trước mắt anh vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Nhưng nói cho cùng, vẫn là Nguyễn và anh có lỗi với cậu ấy. Cậu ấy mới luôn sống mãi trong thù hận. Nhưng anh thật sự không muốn bỏ lại cậu ấy. Bạn em không chỉ đẹp trai, tấm lòng cũng rất lương thiện. Đó là gì? Anh ta có cô bạn gái tốt nhất thế giới. Dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu, mỗi một phút giây đều lấp lánh sự hiện diện của chúng ta. Ước mơ nối tiếp một sân khấu khác. Khung cảnh này đẹp quá. Thật sự rất đẹp. Anh cảm thấy cái đẹp thật sự không phải ở việc em có bao nhiêu tiền, hoặc là trên đầu có hào quang lấp lánh thế nào, mà là sự khẳng định chính mình và chắc chắn phát ra từ tận đáy lòng. Những người không e ngại ánh mắt của người khác, làm theo ý muốn của mình, sống tự do tự tại, đó mới là cái đẹp thật sự. Không phân rõ được ban ngày ban tối, mới tìm thấy mình thật sự. Muốn dựa dẫm. Đây xin gái đẹp, nào, cho chung đi. Đi nào, đi nào. Dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu, mỗi một giây đều lấp lánh sự hiện diện của chúng ta. Ước mơ nối tiếp một sân khấu khác. Thì ra bản thân được ôm lấy tình yêu. Vệ tinh của cuộc đời em lại muôn màu như vậy. Ánh mắt
mắt của anh. Ước mơ nối tiếp một sân khấu khác. Thì ra bản thân luôn ôm lấy tình yêu. Vậy tinh của cuộc đời em lại muôn màu như vậy. Một cuộc sống mới. Chỗ này có thêm cái liều này từ lúc nào vậy? Là anh dựng đó. Anh tính là sợ em mệt, cho nên muốn dựng một cái liều để em nghỉ. Lúc nãy khi em nhảy múa với họ, anh đã qua đó dựng trước. Anh không có ý gì đâu nha. Anh thật sự muốn em nghỉ ngơi. Chúng ta có nên tiếp tục tìm linh cảm không? Tìm linh cảm. Được.